cháu làm sao ta? Lên nha mấy chế, ABCD dùm em đi mấy chế. Rồi lên con này sẽ ép nha, sẽ ép cái ngực 80 đổ về, còn tem 40. 40 lên mở mới, mới 40. Tiếp tục con này sẽ mờ, mờ ngực 82, 87 nha mấy tình yêu. Đó. Rồi em này 60 mã dây đen. Con đùi nai size M, đùi nai size M, cái eo này là 70 đến 74, 70 74 nha. 120 lên mã hiệu tím. Tiếp tục con hiệu này nè. Size M luôn. Size M này ngực 83 đến 80 83 88. 83 88 50 lên mã M. Mới cho vun vun. Quần nào mà tập yoga không được bạn? Có mặc quần là có tập yoga được thôi. 40 cho vun vun. Ừ. Rồi em tiếp con này size S luôn. Size S nè. Ngực 82 đổ về mặt đẹp nha, chéo lưng phía sau nè. Rất là xinh luôn. Rồi em này 70k nha, mã rêu. Mã rêu, hello Hương Cherry, nay em lấy cho đủ đơn đi rồi đi luôn em. Có một cái đi, không công tốn tiền ship. Con này dáng dài, size S. Có cái chuôn định hình bên trong nha. Ở ngực 83 đổ về mặt đẹp nha mấy chế. Ngực 83 đổ về nha. Rồi lưng nè, 90k. 90k lên mã áo. Tiếp tục con này size S thì Domios. Domios ngực dưới 80 nha. Dáng rất tốt. Cái gì? Có đâu, mới có. Mới thì có, mới bữa nay. Rồi cái này lên mã cờ rớt là 50k luôn cho mấy chế. Một con hiệu Cham nè. Cham size S nha. Đùi gió hai lớp nha. Hiệu Cham size S. Eo này dưới 70. Eo dưới 70 này 100 lên mã Loan. Áo cho Ngân Nguyễn là 90. Cái đó vun vun. Rồi em này 35k size S nè. 35k lên mã xám. Rồi, em này 30k mã kem. Size SM 30 mã kem. Crop 50 cho vun vun. Size này size L. Ngoài trước nó là cặp chép có cái nút. Nó để M mà tầm L nha. Form này form to. Cái em này là 75 cho đến 80. 30k. Hello hello chế. 30k nha. Cái này một lớp nè, mới tin. 30 lên mã đen. Jun có tên rồi, cái đó 50. Rồi con này size S hiệu Onavi. Con này thì không có khe nhét mút, mình cắt một đường nhỏ mình nhét được nha. Đó, size S ngực 80 đổ về mặt đẹp. Hiệu của Onavi
Shopee mới lắm luôn, 70k mã dây tím. Một em quần hoa nè. Size này size M. Size M này M lớn, eo này 70-75. 70-75 đổ về mặt đẹp nha. M này M lớn. Hoa đẹp chưa? 140 nha. Ừ, cái này giống như là đang ở ở giữa trời đêm khuya. 140 lên mã 14. Dây tím 70 cho Jun Jun. Galaxy hả? Rồi con này size S là 35k. 35k. Lên mã khóa tím. Em này size S M20. Mã trắng. Con này size S cái màu nó ghi ghi vậy nha. Cái hiệu này luôn nè, 20. Lên mã ghi. Galaxy có ai size to, cúp to to thì báo em nha, có nhiều con cúp to lắm. Rồi một con hiệu Domios nữa là size S nè. Từ 80 đổ về, em này 55. Mã viền tím. Một em crop top ghi 20 nè. Hồi nãy đáng lẽ em đọc 35 mà đọc lộn. Jun Jun. Con này size S nè, giá crop top 60, mã dây đen. Dây đen 60. Một em hiệu Nike, size này nó đánh là size S. À, nó đánh size gì vậy? À, size S. Size S ngực dưới 80 mặt đẹp nha. Nói chung tầm 80 đổ về, ai thích mặt ôm thì 81-82 thôi. Mút liền luôn nha. Hiệu Nike to móc đẹp luôn nè, 100k lên mã mút liền. Hello hello. 100k mã mút liền nha. Tiếp một con này size S nữa nè. Size S ngực này dưới 80 nữa nè. 80 đổ về mặt đẹp, hiệu ra hiệu hiệu đáp nha. Rồi em này là 135. Lên mã sọc hồng. Sọc hồng. Một con hiệu hết size M. Không, cái này size S luôn. Size S ngực 82 đổ về mặt đẹp nha, mấy chế hiệu hết luôn nè. Rất là xinh nha, 60k mã hiệu xám. Hiệu xám cái viền tím đẹp mà nhỏ hả? Viền tím là cái nào? À cái Domios hả? Cái đó mặc êm lắm. Cái con nãy của Jun Jun là màu xám, con này màu tím, mắc hơn 5k. Một con hiệu Nike nè. Tem mát còn nguyên, nó đánh là XS nhưng mà tầm S vừa nha, ngực 82 đổ về. Ở trong nó có cái chuông để định hình. Chất nè. 120. 120 lên mã áo xanh. Mã áo xanh. Trần Thị Mỹ Trang, sọc hồng. Sọc hồng 135, con này size S ngực 80 đổ về nha. Chốt luôn viền tím. Ok 55. Cho Jun Jun. Trần Thị Mỹ Trang cái này đúng không? Nó để mờ mà tầm S ngực 80, 81 thì mặc đẹp thôi. 82 đổ về. Nếu ai thích mặc ôm thì 83 cũng được nha. Từ từ lết lết. Trần Thị Mỹ Trang 135. Một con hiệu NB size M nè. Hiệu NB size M ngực 80, 86. 45k lên mã 86. Con này size S nè. 35k mã đen. Tiếp tục con này hiệu Champion size S nữa nè. Con này nó không có khe nhét mút, mình cắt đường mình nhét vô, rất là đẹp nha. Ngực 82 đổ về mới tinh luôn. 70 mã hiệu tím. Ôi em này cũng đẹp nè, size M. Làm như cái này là mặc định nó phải sức chỉ hay sao ta? Hôm qua con sức chỉ này, con sức chỉ. Size M ngực 86 đổ về mặt đẹp nè. Nó sức chỉ đây tí xíu nha, mình may lại đường không sao. Rồi em sale cho mấy chế con này 45k nè, mình lên mã đen mới lắm. Có ai lấy đùi size to thì báo em. Size to, áo size to, quần size to. Nhiều. Rồi em này size ML eo 76 cho đến 80 nè. 76 80 nè, nó rủ rủ nè, đẹp 70k. 70k mã lá đen cho baby Phạm, cái này đúng không ta? 45. 70k mã lá nha mấy chị. Đây quần nè. Nói chung có quần là tầm gì cũng được chứ. Size S nè, size S eo dưới 70 nha. Eo dưới 70 cạp cao nè. 100k luôn cho mấy chế lên mã lông chuột. Còn 100k lên mã lông chuột. Một con size S nè, khoét lưng nè. Size này cũng là à, size S. Rồi em này 35 luôn cho mấy chế lên mã số 2. Con
size S mút liền, size S mút liền 35, mã liền đen. Con này size M nè, M này M lớn, L nhỏ, có thể bon chen ngực 86, quần 84 đến 89, ngực 84, 89, chất mới nè, 45k mã dây sáng. Dây sáng, rồi ai mà cúp to to thì lấy em này, cúp C. Cúp C mặt đẹp nha, size S nè, 60k, mã khóa xám, víu to đó. Nói cúp C, mấy chế không biết. Nói vú to thì mấy chế biết. Nó bị ẩn comment nữa rồi. Rồi, ABCD dùm em mấy chế. Cứ ngồi like tí xíu là ẩn comment. Rồi ai size to XL thì báo em, con này 50k, ta hiểu đang skin mút liền, ngoài sau nó là lưới mát. Lên mã lưới nha. 50. Size to nữa là size XL, cái eo này 81, 86. Em không có set dài. Em bán đồ si. Đồ mới em có zoom, em có đăng đó. Eo 82, 88 đi. Eo 82, 88, size XL lưới nè. 60k luôn, lên mã lưới. Sale bèo bèo bèo. Một con Victor size L nè. Có ai lấy size L không? Victor quá xịn. Đang thắc mắc cúp C. Cúp C là cái vú nè. Này là vú B nè. Đây là vú B. Rồi cái này là cúp B. Cúp C mặt đẹp nha. Con này là tầm size L 36 á. Sáu nè, cúp B đổ lên mặt đẹp nè mấy chế. Của Victor nhập hiệu luôn nha. Đẹp nhức nhói. Sao cho mấy chế là 140 nè, mã sọc. Mã sọc. Đây quần hiệu Under Armour size S nè. Quần này lỡ nè. Size S nha mấy chế, Under Armour. Eo này dưới 70, eo dưới 70. 150. Lên mã họa tiết. Con hiệu mà còn họa tiết đẹp nữa. À, hiếm hết. Rồi một con size M nè. Ngực này là 80-85 đổ về, 80-85, 70k, mã đang lưng. Puma này SM nha, cúp B. Rồi sau khoét lưng nè, SM cúp B khoét sâu. Đó. Ngực 86 đổ về mặt đẹp nha, 100k. Mã hiệu sáng. Tiếp tục quần nè. Quần Adidas size S, eo dưới 70 nha. Đẹp cực kỳ luôn mấy bà ơi. 150. 150 lên mã xịn. Đang lưng cho Vi Lê 70. Ai có đơn inbox giùm cho em nha. Có đơn inbox vô fanpage đăng like nha mấy chế. Có đơn. Rồi cái lưng nó đẹp quá luôn. Chất nó sướng. Rồi con này nè, size L nha. Cái ngực 86-90, 60k, mã hồng. Em này ML nè, con này cũng xinh. Nói chung con này M lớn nè, ngực 88 đổ về mặt đẹp. Hello Thúy Trần. Ngực 88 đổ về mặt đẹp nè, rất là xinh nha. Đó, 45k, mã dây xanh. Rồi con này hai lớp nha, size M. Eo dưới 73, eo 72 đổ về mặt đẹp nè. 60k luôn cho mấy chế, mã đen gió. Hồng cho Nguyễn Hồng Quýt. Hồng này đúng không tình yêu? Size L, L. Nói chung là tầm 90 đổ về thôi. Chưa, 60. Hiệu. Ủa, hôm qua ai lấy con này rồi mà. À. À, răng răng cái tem gì. CSM nè, eo 71 đổ về nha. Under Armour. Cái tem này hơi răng răng một xíu nè. Đùi này nguyên bản nó là một lớp nha mấy chế. Đó. Nên em xem mấy chế 60k thôi, 60k nha. Xịn luôn, lên mã hiệu xanh. Họa tiết, họa tiết. Họa tiết là nào ta? À, họa tiết là cái quần hả em? Cái quần họa tiết 150 đúng không? Nguyễn Huỳnh Ivy. Này để chị đi đơn mới, đơn kia mới ship. Một con yếm hiệu Champion là size L nè mấy chế. Con này cắt nhét mút nha. Cắt nhét mút là 60k. Mã yếm xanh. Hiệu xanh. Hiệu xanh là 60 nè. Em không có quần dài mấy chế, quần dài có một hai cái thôi, không biết có trùng với lại cái size của mấy chế không.
đa số vùng lửng nha. Hiệu xanh BB Venus 60, yếm xanh cho Thúy Trần. BB Venus, cái này Thúy hả? Thủy hả? Thủy Trần. Yếm xanh Thủy Trần 60. Yếm xanh em hết. Cái này hiệu Onavi nè. Size SM ngực 85 đổ về nè. Rất là đẹp nha mấy chị. 60k luôn, mã hiệu xám. Màu em Victor xịn sò. 32 cúp B tầm size S. M nhỏ, cúp B mặt đẹp. Mới len can luôn. Đó. 170k, mã mới. Tiếp tục con hiệu Reebok nữa nè. Còn con đẹp. Size S, eo dưới 80. Ủa quên lộn, eo dưới 70. Reebok xịn nha mấy chế, 180k. 180k. Lên mã tím. Con này cũng size S, eo dưới 68. Eo dưới 68. 90k, mã xanh ngọc. Xanh ngọc, ngọc ngọc. Tím cho Ngọc Phương Vũ là 180. Con đó em có hai cái định lấy cái mặt. Chưa. Bán à. Hàng này toàn tuyển không đó chứ không phải dễ có đâu mấy chế ơi. Giờ hàng nó hiếm mà nó còn lên giá. Rồi tiếp con này size LXL. Size L nha. Size L cái eo này 80. Eo này 78-82. Eo 78-82. 120. Lên mã rêu. Nam nữ mặc được nè. Adidas nè. Adidas dòng cổ điển size ML. Cái này cũng không mút nha. Mình cắt đường mình nhét vô. Rồi sale cho mấy chế 70 thôi. 70 nha. Size ML eo ở quên ngực 90 đổ về nha. Lên mã hiệu. Đẹp. Một con Onavi size S nữa nè. Cắt nhét mút em sale cho mấy chế 40. Lên mã dây xám. Rồi quần Lulu size 4 tầm size M nhỏ eo dưới eo 71 đổ về. Eo 65 đến 71 nha. 180k. Xịn sò. Đây hiếm có cái cạp cao. 180k lên mã 18. Ai size to thì báo em. 180k lên mã 18 cho em tiếp tục. Tiếp tục con này size S nè. Quần lỡ tới bắp chân nha. 18 cho Ngọc Phương Vũ nè. 180. 180. Con này size S eo 70 đổ về nè. Quần lỡ nè. Em này 100k. 100k lên mã xanh. 100k lên mã xanh. Hiệu Nike size M eo 73 đổ về. 18 em hết rồi mấy chị. Eo 73 đổ về nha. Rồi con này 120 nữa. 120 mã sọc xám. Rồi một con NB này nó xịn sò nè. Size S eo 68 đổ về mặt đẹp. Chất đẹp lắm mấy chị. 150k. Hiệu New Balance mà cái tem này. Tem cho mấy chế coi. Tem đẹp luôn nha. 150k mã sọc xanh. Sọc xanh. Đơn em đi chưa? Đi rồi Ngọc Hân. Tại khách mới em không có giữ đơn. Em sợ mấy chế chốt không biết đúng sai đúng số không. Rồi nhận hàng như thế nào nên em không có giữ đơn nha. Khách mới là em đi liền. Khách cũ em còn giữ thêm một ngày nữa. Với khách chuyển khoản là em cũng đi liền. Sợ khách ngóng. Rồi con này xe S nè mấy chế. Này xe S nha. Ngực này 80 đổ về mặt đẹp. Rồi em này 110 lên mã sọc hồng. Con này cũng size S, ngực 80 đổ về mặt đẹp nè. Hiệu Aria nha, hiệu Aria nè. 60k mã 2 dây. Một con này size S luôn, giá rất tốt nè. 70k mã cam. Cố gắng lấy đủ đơn 100k em ship cốt nha mấy chế. Còn không đủ 100k mấy chế chuyển khoản luôn, tiền ship 20k là em đi. Tại vì chưa đủ 100k mà lỡ bơm về là nó lỗ luôn á. Rồi con này size L nha. Cái ngực này 90-93. Được tặng đó. Hiệu Lulu. Cái tem này nó không nét máy nha. Đó em xe 80k cho mấy chế lên mã rằng.
XL cái eo này 80-83. Eo 80-83 nó có đắp đắp nè. Cái này nam nữ mặc được, mấy chế mua cho nam mặc cũng đẹp nữa. Nha, đẹp nè. Rồi 100k luôn cho mấy chế lên mã đen. Rằng cho BB Venus 80. Xanh sọc. Khoa khôi. Là cái sọc xanh này đúng không bạn ơi? Sọc xanh đúng ok thì mình 150 CS eo 68 đổ về nha. Khoa khôi. Rồi tiếp một em này eo 80-83. Eo 80-83 70k lên mã rêu. Hôm nay có lưới hả? Một lớp hả? Hôm bữa chị sợ bên nhà chị chưa có đem qua, có mấy cái thôi. Tại vì nó cũng nhiều size chứ không phải một size. Rồi con này nó có cái chun trong size ML. Ngực này trên dưới 90, mặt đẹp 88-92 đó. Có cái chun bên trong nha. Rồi em sale 35k lên mã tím. Cái hiệu này của Hàn Quốc. 35 lên mã tím. Con lưới hiệu Reebok hả? Reebok size XS. Này mấy chế 40kg đổ về hoặc mua cho bé mặc cũng được nha. Size XS nè. Nghe mặt được nè. Rồi hiệu Reebok lưới nè, sale mấy chế 50k luôn. Quá đẹp. Lên mã nhỏ. À khoa khôi ok nè. 150 ai có đơn inbox cho em nha mấy tình yêu. Con này size Under Armour size M nè. Size L. Con này size L nha mấy chế. Cái eo này 74 cho đến 78. 73-78 nha. 73-78 nè. Họ tiết đẹp ghê luôn. Under Armour mới 9 mấy % mấy chế, sờ vô là thấy sướng. 150k nha lên mã loan. Tím cho kim thấm trần là 35. Cái này độ mới bình thường nha mấy chế. Nhưng mà vẫn ok, mặt không có bị giãn nhão thôi. Chưa. Rồi một con hiệu F21 size này nó để size S. M nhỏ bon chen eo 71 đổ về nè. Eo 71 đổ về nha. Của F21 là 90k. Lên mã lưới. BB Venus nè, 150. Lên mã lưới nha, tiếp tục một con áo size L nữa nè. Còn con đẹp không? Rồi con này cho mấy chế 90k mã áo xanh. ML bon chen ngực trên dưới 90 nha. Áo xanh. Quần dài này ở trong nó có trần bông để mà mình mặc ấm á. Ngoài Bắc rồi mặc. Size M nhỏ, eo 72 đổ về. Size M chuẩn luôn. Eo 73 đổ về nha mấy chế, 90k. Mã xám, cái này nó có trần bông bên trong nha. 90 mã xám. Áo xanh 90. Ủa mới thấy mã ai lên mà sao nó không hiện ta. Mới thấy bịt màu xốp á. Loan của BB Venus trước rồi. Áo xanh BB Venus rồi, nó ẩn comment nữa rồi. Xám có trần bông nha tình yêu. Của kim kim thấm trần là 90 nè. Rồi em gió này hai lớp nha. Keo này 85-90, 50k mã đen nè. Chế nào hốt luôn con này đi. Trời ơi size L nữa nè. Size M, M này M lớn. Eo này 73-77 ok nha. L nhỏ bon chen, ai thường mặc là size L nhỏ thì bon chen được em này. 170k mã dạ quang. Hiệu Under Armour luôn. Mấy cái này hoàn toàn mới, không chóc, không nứt, không gì hết. Nó mới từ trong ra ngoài luôn. Đó mà, được rồi. Ôi trời, giống quá vậy. Chưa chế mua thêm cái quần 100k nữa đi. Mặc chiếc cái áo là vô 9-10 luôn. Chế mua cái quần 100k nữa đi. 9-10 luôn, quần lửng tới bắp chân. Đó, 9-10 rồi xong, nó không hiện comment nữa rồi. Kì vậy. Dạ quang 170k. Ủa 180 hay 170 nha. 180 phải không? Mấy chế nhắc bài giùm em mấy chế. Nhắc tùn BB Venus. Quần gió một lớp. Eo này mua nam mặc được thôi hả? Cái này nam mặc cũng hơi sexy. Eo này 82-87. 82-87 nè. Một lớp cho mấy chế 40k mã 40. Ai biết, quên mã nó rồi. 18 hay 17. Cái quần đó hả? Để hồi em coi nó size gì. 100k đó, giống đó. 90 đó.
Rồi Victor này mới chế sai này tầm sai lờ, hôm qua chế kia lấy rồi mà nghĩ sao? Chốt đơn thôi cho em xả đi. Em mua cái gì? Bữa nay em chốt mấy con không có ưng ý thôi cho em xả rồi chốt lại. Tôi phải lại luôn. Ông ưng ý thì sẽ chốt chi? Victor nha mấy chế đục lỗ nè, sai ML cấp C, chốt nhiệt tình được tới 800 ngàn. Cấp C nha, sai L đi. Cấp BC mặt đẹp 110 nha mấy chế. Hiểu Victor luôn nè, lên mã lỗ. Nhiều chế rất là vui, tánh tánh quá vui. Rồi Phila, Phila cố gắng chốt đủ đơn nha. 100k em đi đơn, dưới 100 em không đi được nha mấy chế. Sai M nè, Phila sai M nè, 80k. Trời ơi nó đẹp như vậy nè, nó mới từ trong ra ngoài, chắc nay bán 90 quá. Lên mã xả cho em xem mờ 86, 87 đô về nha. Cúp B mặt đẹp. Tiếp tục con này size L bút liền nè. Size L bút liền nha, 100k hiệu à. Lên mã, cái này mới nè. Lên mã mới nha, còn tên mới. Lỗ Lê Thanh Trúc 110. Có khóa kim, không có khóa kim nha. Lê Thanh Trúc, ai có đơn inbox cho em nha. Xã cho Hương Cherry 80 nè. Trang Bùi sao rồi, Thúy Trần sao luôn. Màu em hiệu nay nữa là size F. Size này tầm eo dưới 67 đổ về. Cái form này em thấy nó tương tự như nam nên em sale con này 70k cho mấy chế thôi. Ừ, 70k nha, mua về cho bé mà cũng được nha mấy chế. Lên mã hiệu đi, tầm size S. Phila hết rồi em yêu, mới 100. Hương Cherry chưa đi. L ngực 87 không vừa, L này là lớn. Trăm đó, cô Lê Thanh Trúc có đơn inbox cho em nha mấy chế. Con trắng khóa, con này nó bị dính ngấy sao tí xíu em xem mấy chế 30 luôn nè. Size SM nha, lên mã khóa trắng. Cái áo thì nó trắng mới đẹp mà dính mà sao tí xíu. 30 mã khóa trắng. Một em hiệu Champion size M. Hiệu Champion size M, con này phải cắt nhát mút mặt nha, mới tinh luôn. 60k luôn đi. Lên mã 60. Đúng rồi, L là ngực 90, 95 là ok nha. Hoàng Thị Hồng 30 khóa trắng. Đó ai bút luôn à, à cái con trên tường nó size XL. Con trên tường size XL. Rồi con đùi này một lớp là size F nè mấy chế, 20k mã viền cam. 30 mới đọc tên ai. Size SM nha mấy chế. 35k. 35k mã chéo. Một con hiệu Champion nữa là size M. Mấy con hiệu Cham hàng Mỹ này nó không mút, mình cắt đường nhỏ mình nhét hoặc mình mặc áo ngực gì cũng được. Size M nè, mới cực kỳ luôn. Sale cho mấy chế 70 luôn nè. Lên mã hiệu tím. Một con Adidas size S nữa nè. Tem cộm luôn nè mấy chế. Đó, nên sale 170 luôn. Size S eo 67 đổ về mặt đẹp nha, 170. Lên mã hiệu xám. Chéo cho Trần Thị Mỹ Trang 35. Hiệu tím cho Xuân Nguyễn. Xuân Nguyễn nè, 70. Ê con dời cái ly đó ra ngoài đi. Con này cái viền nó hơi nhạt nhạt màu xíu nên nó bẩn gì đấy. Nhưng không rõ nha, size L. Size L dán rớp tớp luôn. Cho mấy chế 35k luôn nè. Lên mã lưới lưng. Có ai size to thì báo em 2XL rồi nha. 1X, 2X, 2XL em làm biến lên quá. Ai ngực 100 thì báo em. 70. Con này size S, ngực 83 đổ về. Con này cũng Âu Navy, cũng cắt nhát mút nha. Mới cực kỳ luôn, mới 90 mấy phần trăm luôn. Con này 60k, mã dây đen. Rồi con hiện nay size S của chế hôm qua lấy lộn size nè. Size S ngực này 80 đổ về mặt đẹp nha. Rồi em xem mấy chế này 125.
125 lên mã 80. Mã tím hết rồi chế ơi, mã tím, mã hiệu tím em hết nha. À, lưới 35 là ai ta? Lưới hết. À có. Lưới, mã lưới, mã lưới cho Loan Trần nha tình yêu. Dây đen. Dây đen 60 nè. Dây đen 60 cho Ngọc He. Rồi, nói tiếng Anh ngon ta. Loan Trần, Ngọc He. Cái đó 35. Có đơn nhớ inbox cho em nha, mấy chế lấy đủ 100k em đi đơn. 100k em ship code, nhưng mà tỷ lệ nhận hàng cao mới ship code nha. Tỷ lệ mấy chế nhận hàng thấp, cọc càng cọc ship cho em. Còn em này là 78-81, 70k, chất gió rất là mềm, đùi hai lớp nha. Cái đó 60, lên mã viền tím. Viền tím. Ủa em đọc cái mã này là mã 80. Ai lên đúng mã lên trước thì em chốt người đó nha mấy chế. 80. Chốt qua tin nhắn, em không chốt qua số điện thoại. Tại vì sao nhận hàng em có hỗ trợ cho mấy chế, có lỗi phải gì em bù đắp hết cho mấy chế nha. Nên là em chốt đơn qua in tin nhắn. Cái này ngực 80 đổ về nha mấy tình yêu. Ngực 80 đổ về size S nha. Size S ngược 80 đổ về là 125. 80 cho Ngọc He nè. 125 nè. Ngọc He. Rồi con này size S luôn nè. Ngược 80 đổ về nha mấy chế. 35k mã đen. Ừ. Thằng Ngọc He đã làm cái gì? Ngọc Neo làm bên tóc hả? Ngọc He làm bên móng. Cái này nó để mờ mà phơm ép thôi nha mấy chế. Ngược 80 đổ về mặt đẹp của Adidas nè. Ngược 80 đổ về mặt đẹp nha. Đó, xinh chưa. Rồi em này 125 luôn nha mấy chế. Là mã hồng. Một con xe ép hiệu Zila cổ yếm nữa nè. Nhưng mà nó không mút nha. Rất là đẹp luôn. 70k. 70k mã yếm xám. Đen 35 cho Đinh Thị Hà. Đinh Thị Hà 130 nó dính vô đây. Đinh Thị Hà không có quần dài. Nó không có quần dài chế ơi. Mã hồng Nguyễn Vân inbox vô bếp giùm em nha. Nguyễn Vân inbox vô bếp nha. Ai có đơn inbox giùm cho em. 100k ship code. Nếu tỷ lệ nhận hàng mấy chế cao không có cần cọc gì đâu nha. Còn mà tỷ lệ nhận hàng thấp quá thì cọc cạc giùm em. 125. Ủa quên cặp ship. Lộn, em lấy cạc. Không lấy cặp. Size M nha. Ngực 84 đổ về. 35k mã khóa hồng. Ai size to thì hú em. Size XL là ngực này 91 là 92. 92 đến 95. Size XL bút liền nè. 60k mã liền hồng. Con này SM nha. Ngực 84 đổ về. Cúp B mặt đẹp. Ngực 84 đổ về cúp B mặt đẹp. 60k mã liền xám. Khóa hồng. Nguyễn Vân mã hồng rồi hết. Khóa hồng cho Thuy Lê nha. Khóa hồng 35. Khóa hồng cho Thuy Lê. Rồi em Trang này cũng size L. Con này cũng không mút nè. Em sale 35 luôn cho mấy chế lên mở ghi. Chất dày lắm, nó hai lớp. Nó mặc được hai mặt luôn á. Đó, 35 lên mã ghi size L nha. Nè, quần lưới nè. Em yêu nào hỏi quần lưới nè, phải không? Quần lớn này hai lớp. Quần lưới hai lớp, loại này là loại nó dày. Size L. Eo này 76-78. 76-79 đi. 76-79 size L á. 45k mã xanh. Con này nó đánh L mà tầm M. Eo 8, ngực 86 đổ về hiệu Onavi. Cái này cũng phải cắt nhét mút nha. 45. Mã 45. Liền hồng 60 cho Loan Trần. Cái này size XL nha tình yêu. À, liền. Mã ghi 35 cho Thanh Hương. Liền là li ba. Lấy cái liền gì vậy bạn ơi? Liền xám size
60k. Lấy liền xám, ghi liền xám giùm em nha. Rồi con này là dáng rất tết nè, size M nè, ở trong nó có cái chun, có mút đầy đủ nha. Mà cái này nó bị ruột chỉ đây nè mấy chế, về mai đường ở trong không có thấy đâu. Em xem mấy chế 40k, 40k nha. Đó, mai ở trong không thấy đâu, hoặc để gì mặt cũng không sao luôn. 40k lên mã sale size M. Không, em có áo vậy thôi mấy chế. Con này size ML, quần dài nhưng mà con này nó bị áp màu nha. Nó bị áp màu tí xíu dưới đây nè, em sale 50k. Nó bị áp màu nha, size ML cái eo 77 đổ về. Eo 76 đổ về, 50k lên mã màu. Màu. À, sale cho Trần Thị Ngọc Hoa 40. Màu 50 nha mấy chế, size nó đánh L mà tầm M mặt đẹp. Nè, hoa hè bông bí nè, quần lỡ thôi nha. Size ML nữa nè, size ML eo 77 đổ về nha mấy chế. Eo 72 77. Ok, cái thức dây nha. Mấy chế cứ thắc mắc gì á thì cứ báo, áo treo sao size XL nha. Xanh là mấy gì? Rồi đúng rồi, eo 73 77 nha. Eo 73 77 tầm size ML á, họa tiết. Rất là mới, rất là đẹp, 140 nè. Lên mã họa tiết. Con này nó đánh XL nhưng mà tầm size ML nha, size ML. Size ML 2 lớp nha. Đẹp lắm luôn. Nhưng mà cái này em kiểm tra ở trong nó cũng, cái lớp lót nó bị xước cộng chỉ đây nè. Mình về mình đạp vô hoặc để gì mặt cũng được nha. Rồi xem cho mấy chế 80 nè, lên mã xanh lá. 80k lên mã xanh lá. Họa tiết. Đúng rồi, đồ suy nha. Em có ghi đồ suy mà ta. Em nói độ mới 90 hay là 9 mấy. Đồ mới thì làm gì có độ mới 90, 9 mấy. 140, Thanh Hoa. Trần Thị Ngọc Hoa. Sửa tên. Size M eo 75 đổ về. Eo này 70, 74 là đẹp. 80k mã bi đùi 2 lớp hết nha. Hiệu Lulu nè, chế nào size to. Eo này trên 80 rồi. Rồi cái eo này là 82 đến 86. Trời ơi, nó tầm size XL á. Quá đẹp với chế ơi. Con này đẹp cực kỳ, 140 nha. Lên mã xịn. 140 lên mã xịn. Rồi hiệu Nai nè, size S nè. Ngực 80 đổ về, con này không mút nha, cắt nhét mút được. Cái này là cái tem nó làm dạng bể bể, nhưng mà nó là tem cộm, tem nhũ luôn á. Đẹp lắm, 80k thôi nè. 80k lên mã đẹp luôn. Em này size L nè, ngực 88 tới 92 cũng được, 93 cũng được, co giãn tốt. 87, 93, co giãn tốt nha. Rồi cho mấy chế 60k lên mã rêu. Đó con, lấy cái mút xốp xốp rồi bỏ vô. Quên. Ngọc He, mã này mã gì ta, mã đẹp nha chế. Cái ghê ừ. Mã đẹp 80 nè. Ngọc He. Tiếp tục quần là size M hiệu Nai. Cái eo này 75 đến 78 cũng được luôn. Nó tầm size L, cạp ca, cổ quên cạp mà. Cạp này nè, cạp kiểu này nè, 120. Mã beo. Không. Mã beo. Tiếp tục con xe ép dáng rớp tớp 60k. 60k mã khóa hồng. Size S này, S nhỏ eo 67 đổ về nha. 60k mã ngốn. Đây ai hỏi áo dạng áo dài nè, size 4 nè, của Lulu nè. Ngực 84 đổ về, mặt đẹp nè. Con này bữa em bán 140, nay sale 120 lên mã xịn. Màu em đùi size L, cái eo này 77-81, 77-81 50k, mã đen. Đây, một con kiểu nữa nè. Size L nha, M lớn bon chen. Size L, M lớn bon chen, ngực này 86-90. Ai thích mặt ôm thì 91 cũng được. Đó, nó có cái chéo, như chủ yếu là cái chéo dưới đây nó hơi ôm nè mấy chế. 75, mã kiểu hồng.
Xịn là cái nào ta? Xịn là cái áo hả em? Em quên mất rồi. Xịn là cái áo không Liên Nguyễn? Liên Nguyễn là 120. Rồi chữ hồng 75k nha mấy chị. Còn con hiệu Onavi là size S. Cái này không mút là 35k. 35 lên mã 35. Áo bra size S size M đều được, 20k lên mã đen. Con này cũng bra nè, size M size L nha. Size M size L nè, 30k mã dây hồng. À, quần lưới size 2XL cái em này 88 đến 92. Hai to to hố em sale 50k mã lưới to. Nó hơi bị to. Có ai size to thì cứu em nha mấy chị, size to nhà em nhiều. Size nhỏ thì nó hiếm, size to nhiều. Con này size M nè. Một lớp nha, chất đẹp luôn nè, của F21. Eo 75 đổ về 35k. Lên mã 21. 35 lên mã 21. À, có áo thun size gì? Em không có áo thun. Rồi con này size S luôn, eo dưới 70, dạng sexy là 60k mã hoa. Chất đẹp lắm nha mấy chế. Rồi size to nữa nè mấy chế, size LXL nè. Cái này ngực 88 94, 88 93 đi, 88 93 là 55. Mã crop. Giá crop top nữa nè, size S. Size S ngực 82 đổ về 45 mã yếm xám. Con này S nhỏ nha, ngực dưới 80. 40 mã chữ hồng. Con này cũng S luôn, hiệu Champion đó, cũng không mút nha. 35 luôn đi. Mã họa tiết xanh. Ê cho mẹ cái yếm xám 45. Trang Nguyễn Thị, inbox vô cái bếp đăng like nha bạn ơi. Không có chốt đơn qua số điện thoại nha. Không cái ghế gì không? Đưa cái rổ úp xuống đọc comment coi. Nó xa quá. Trời ơi, mấy ai ít ít một hồi ai mà có một cái phải ra xả luôn đi. Tâm Như đỏ đô chị yêu. Họa tiết xanh cho Ngọc He 35. Ủa? Đỏ đô là cái nào tình yêu? Rồi họa tiết xanh em hết nha mấy chế. Con này hiệu Nai là size XL, em này 81 cho đến 86. Nam nữ mặc được là mấy chế, màu ngọc ngay 100k. 100k lên mã hồng cam. Hồng cam. Con này size XS nè, của Puma, đẹp quá luôn. Eo 65 đổ về mặt đẹp nha. 120 mã hiệu tím. Con này size L eo 80. Eo 80 là 70k mã bi. Cái nào một lớp em sẽ báo. Còn hai lớp em không báo nha mấy chị. Ai size to không mấy chị? Cứu cứu đi. Rồi một em size S nè, xinh. XS luôn nha, eo 67 đổ về. Eo 56 65, eo 56 65 size XS của Nai là 100k. Mã logo. Một con này cũng không mút nha, SM ngực 83 đổ về 45k mã tím. Fila này nó kẹp hai lớp. Size M nó để S nhưng mà tầm M, eo 71 đổ về, 72 đổ về nha. 60k mã hiệu. Mấy chế lâu lâu mấy chế cứ tương tác giùm em xíu. Rồi con này size S nữa nè. Hiệu Danskin luôn nè, 60k mã viền hồng. Viền hồng. Đây áo tăng tốt nè. Ủa? Ủa hôm qua hình như Phạm Thanh Mai. Này khác nữa, hôm qua ai chốt. Cái này nó để S nhưng mà tầm M mặc cũng được nha. Nó để S mà tầm M mặc cũng được nha mấy chế. S M gì mặc được hết nha. 70k nè. Dạng áo tăng nè. Hoặc ba lỗ gì cũng được. 70k mã áo cam. Hai size to lấy con XL nè. XL cái em này 80, 85, 60k hiện nay luôn nha mấy chế. Lên mã hiệu. Size to. Đây. Còn con hiệu RBX size L nữa nè. Trong nó có cái chun nha. Ủa em xem con này 80k luôn. Trong có cái chun để mình nâng đỡ. 80k lên mã xanh lá.
xanh lá. Cây xanh xanh lá xanh xanh. Cây xanh to. Trong khu rừng cây lá xanh xanh. Áo tăng đi sớm. Áo tăng em có ít thôi, em có một cái hai cái. Con này size LXL. Con này size LXL, eo này 78 đến 82. Đẹp ghê ta. 70k mã viền xanh. Chất gió rất là đẹp, hiệu không ạ? Xanh lá là cái nào? À, BB Venus 80. Có quần lỡ size L cả đống. Cái gì cũng có, chứ quần lỡ là có nhiều. Quần lỡ đã dành lên toàn con hiệu đó, nên mới chế lấy con hiệu. Lấy bình thường thôi. Đây, một con hiệu Owner V size L này, L lớn nha. Cái eo này 76 đến 80 luôn. Size L lớn nha, mấy chế quần này chính tất nha. Size L lớn. Em này 100k, eo 76-80 nha. Rất là mới nha, lên mã sáng 10. Cái này size XL. Size XL ai lấy thì báo em. À, một em size S lớn nè, eo 71-72 đổ về, hiệu Teodan luôn nè. 70k mã cạp xanh. Cạp xanh. Hiệu Nike size XS. Size S chứ. Con này hiện nay sẽ ép ngực dưới 80 nha, ngực dưới 80 nè. Hôm nay chữ to đẹp nè, 125. Lên mã trắng tinh. Đúng là trắng tinh luôn. Xám 10, xám 10 size L nha chị. Size L eo trên 75 á, mặt đẹp. Cho BB Venus 100k. Một con beo nè. Hiệu iBody size S eo 72 đổ về nè. Eo 71 đổ về nè. Rất là đẹp, 110 lên mã beo. Mã beo trắng tinh cho ngọc he nè. 125. Con đổi cái mút mềm qua đi con. Rồi con này size M eo 74 đổ về nè. Con này nó là một lớp mà ở trong nó cũng có kẹp một lớp lưới nha, 50k. Mã phối hồng. Size M nè, một lớp nha, 35k. Eo 72 đổ về, 35 mã hoa. Hai lớp size M lớn, eo 76 đổ về. Eo 73-76 nè, 60 mã viền trắng. Rồi lên tiếp con yếm đẹp nhất nách nha chứ ơi. Size F ngực 80 đổ về nha, mới 99% luôn. Hiệu luôn nha mấy chứ. 100k lên mã yếm. Con L, con này size L, ngực này 90-95. Ngực 90-95 nè. 60k mã bi. Đây quần này ML nha, eo 75 đổ về. Eo 75 đổ về, cái này 80k. Mã dài. Hoa, hoa cho Trần Thị Ngọc Hoa là 35. Yếm này chị Đặng Hương mặc vừa không chị? Yếm này vừa không ta? Nó là size S nha chị, ngực 80 đổ về nha chứ. Cho chị Đặng Hương nè. 100k. Mã bi 60 BB Venus dài cho Thị Cúc Nguyễn. Này 60 BB Venus dài 80 nè, Thị Cúc Nguyễn. Ai có đơn inbox cho em nha. Inbox vô cái bếp đang like. Hiệu Reebok nè mấy chế, size M eo 74, 73 đổ về. Eo dưới eo 73 đổ về, Reebok nha mấy chế, 130. 130 lên mã 13. Cái gì? Ừ, dài 80 thì Cúc Nguyễn. Đơn chị em gửi rồi, tại vì Đinh Thị Hà. Ủa nãy giờ đâu có Đinh Thị Hà ta? Tại vì chị chuyển khoản rồi á, là em đi luôn. Có hả? À, chế nào có đơn thì inbox cho em nha. Tại vì này size S nè, 50 mở rêu Thị Cúc Nguyễn. Có đơn inbox cho em nha, tại vì như Đinh Thị Hà cũng khách mới nha. Chưa có lịch sử inbox là khó tìm lắm đấy chứ. Một con Adidas không mút nè, size F, ngực dưới 80 nè. Cắt nhét mút 80k, mã chữ, hiệu Adidas nha. Xinh lắm, mã chữ. Quần bơi nè, quần này chất bơi nè, eo này 82-85. 82-86 đi 30k, mã bơi. Gió một lớp nè,
cũng heo 82 86 đẹp ghê luôn. 40k mã xanh ngọc, cái này mặt nhà nó mát gì đâu, thổi cần quạt gió. Rồi cô Thúy Diệu đi rồi, a à, không lên đơn rồi, tí xíu nó mới tới lấy. Đi ca chiều đóng gói rồi mà xếp cuối. Con này nó để L mà tầm M thôi nha, eo dưới dưới 74. Bữa kiếm cái thước dây để đo eo ngoài không ra. Rồi eo này 73 đổ về thôi nha, tầm 70 mặt đẹp. Eo 73 đổ về nè. Chất nó mềm mịn như luôn 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 mấy chế. 140 nha, lên mã hồng. Này đẹp lắm. Nhìn dài đó. Áo xanh nãy có ai chốt chưa ạ? Áo xanh nào ta? Xanh ngọc là 40k. Châu Trâm Anh. Châu Trâm Anh lên mấy cái quần dài hả? Size to bao nhiêu em? Eo bao nhiêu? To là tám mấy thì cũng có nữa. Con này size L nè. Eo 7983. Eo 7983 100k. Châu Trâm Anh 40. Eo 7983 100k lên mã xám. Hồng cho Trần Thị Ngọc Hoa. Hồng là cái nào ta? À 140. Quá đẹp. Trần Thị Ngọc Hoa à, xã Bi 60. Chị Bi Bi Venus 85 hả? Ôi chị hốt liền con này. Sale luôn 90k. Quần dài nè 90k luôn. Cái eo này 83 cho đến 88. 140. Eo 83 88. Chút cô tông dày dặn nè. Nó nịch bụng rồi nè. Tên mã reo nha, 90k luôn, xe to xe. Ừ, xả cái đó ra. Size S, M, E71 đổ về nè mấy chế. 80k mã bi xăng. S, M nha. Quần dài hiếm lắm mấy chế ơi. Không có quần dài. Rồi một đùi gió hai lớp size M. Size M nha, gió hai lớp nè. 100k hiện nay nha. Lên mã xanh đen, eo 73 đổ về. Không có màu đen. Đó đó đó, màu này nè, màu này có mà, màu ghi á. Màu ghi chứ không có đen. Đen eo 82 thôi, không có đen to. Đen to size lỡ thôi, không có. Đen to không có size, không có quần dài. Nè bạn con này đi. Đó 90k nha. Cái màu xám đen chứ không có đen. Đen thui thì mình có sai quần lỡ thôi. Xe to quần lỡ thôi chứ không có quần dài. Rêu cho Diệu Hoàng nè 90. Lấy ghi bấm ghi nha tình yêu. Đây Diệu Hoàng nè. À, xanh đen. Trang Nguyễn Thị nè. Trang Nguyễn Thị 100k hiện nay nè. Có đơn inbox cho em nha mấy chế. Ai có đơn inbox nha. Con giáp rớt tớp này size S. Do cái màu nó là cái màu ghi ghi kem kem vậy nha. Bán 35k thôi. Size S lên mở khóa nè. Ủa chết à, mở rêu là cái quần to phải không chế Diệu Hoàng? Chế lấy áo không? Chế lấy áo size to không? Cái này 2X nè. Ngực này trên dưới 100 nè. 55k. Ngực này 97. Ừ, mới đọc ai. Ngực này 90, 97 tới 102 cũng được không? Tới 102 đó. Ừ, được 97, 102 nha. 55k lên mã hồng. Ai lấy xe to báo em, để xe to em để riêng em. Không có like tới, ít khách xe to. Con này hiệu Cham là size L. Hiệu Cham size L. Chút xíu sửa mút nè. 40k mã hiệu đen. Ủa hôm qua cái này Lê Thu Hà là ai? Hôm qua Lê Thu Hà là ai ta? Xả cái này hả? Hiệu này hiệu luôn luôn nè. Không inbox hay gì hả? À dự phòng hả? Của ai? Tên gì? Trời trời có cái nào sao? Không biết con này của ai nữa. Tầm xe M nha. Lulu nè. Giá rớt tớp nè 110. Xe M 80-85.
110 lên mã đen của Lê Thu Hà là ai ta? Chị Lê Thu Hà hả? Không nhớ nổi, có anh chị khách qua phải không? Phải cái này không ta? Vậy sao nó nằm ở đây? Không có trong rổ vậy? Chả biết ai luôn. Hiệu đen cho BB Venus, BB Venus. Cái này size M sao chị vừa? Mặc size L mà. À, hiệu đen là cái này đúng không chế? Sorry sorry. Hiệu đen là này. 40, đen là của Ngọc Phương Vũ 110. Rồi size XL là cái eo này 82 cho đến 86. 70k mã thổ cẩm, hình dáng sexy. Con này em có size S eo 70 đổ về nè, 100k. 100k eo 70 đổ về lên mã 100. Rồi đồ hiệu Under Armour eo này 80-85. Eo 80-85 nè, 90k luôn đi. Mã lưới xanh. Con này nó đánh ít S mà tầm S vừa nha, eo 71 đổ về mặt đẹp. Đó, có cái đùi thêm ở ngoài nè. 90k mã hiệu. Một con hiệu này xe S này, nhũ nhũ là 60k lên mã nhũ. Nhũ nhũ nhũ. Con này xe S luôn nha, 35 mã khóa tím. Áo bra ra size L 20. 20 mã da. Đen mã hiệu. Hiệu là nào chị? Mã hiệu là này đúng không? 90. 90 cho Trang Nguyễn Thị. Rồi đùi này size S là 35k này mấy chị. Đùi dạng dạng này là em bán 35 nha. 35 lên mã viền xám. Một con kiểu là size M S thôi. Con này size S nha. Con này size S là 50k. 50k mã Y. Rồi đùi gió một lớp eo này ta, eo này 90 luôn à. 85. Này eo này 87 90. 87 90 nha, một lớp là to quá, em sale 20 cho mấy chế. Mua về nay mặc được nè, lên mã to đi. Lâu sale một cái, nó mới đẹp ok nha mấy chế. Viền xanh là cái nào? Viền xám sẽ S sao em vừa. Con này S là S nhỏ, eo này là 66 đổ về thôi. Không vừa đâu nha. Rồi một con hiệu này size M nè. Eo 74 đổ về nha mấy chế. Cái này nó dính sơn sơn gì xíu nè. Sale cho mấy chế 35. Mã gió. Này hiệu Adidas nè, eo 74 đổ về. Con này một lớp nha. Một lớp. Mà Adidas này cái chữ bị chóc rồi. Sale 35 luôn nha, 35 mở một lớp. Size S nè, ngực 80 đổ về mặt đẹp. 60 mã hồng. Mấy chế bên hội qua bên to cho Châu cho anh 20. Qua bên bé chính em có chia sẻ về đó, xem dùm em nha. Tại nó ẩn comment em đọc được có một máy nè. Gió cho Thị Cúc Nguyễn 35. Size S mút liền nè mấy chế, 82 đổ về, nó để mờ mà tầm S thôi nha. Mút liền 35k, mã liền đen. Con này quần bơi của Nam là 20. Nam size XL 75kg đổ về, 20 mã bơi. Ừ, con này nó để S nhưng mà tầm M nha, eo 72 đổ về mặt đẹp. Nó có kiểu kiểu là 70k, mã kiểu. Ai lấy quần bơi to thì to mới chế, em này chắc 100 luôn quá. Em này trên dưới 100 nè, ai lấy em tặng nha, to quá không có người. Mới chế về sửa lại đi, sửa lại mặt, mặt bơi. Lên mã tặng nha mới chế. Em này 80 đổ về là 70k mã sọc. Kiểu 70 cho Thị Cúc Nguyễn, tặng cho Nguyễn Thị Hồng Út. Đâu rồi? Con này một lớp này dạng dạng ống
su su này nam mặc cũng được nè mấy chị. Eo này 80-81, eo này 79-82 đi, eo 79-82 nha, 40k mã sọc. Con này size M nè, 35 S thôi, S thôi, mã khóa hồng. Con yếm lưới này size S nè, con này xấu xui quá, đi đi cứ có một cái không đủ đơn xả hoài. 70k con xanh lá đẹp luôn, size S ngược 81 đổ về 70, mã yếm lá. Yếm lá bởi ai nói mà không có cái vụ gì, cái vụ ví là có thật đó mấy chế. Con này size M nha, ngực 84 đổ về mặt đẹp là 60k mã dây đen. Này size S nè, hiệu Domios, ngực 83 đổ về ai cúp B mặt còn đẹp nữa, mút mỏng thôi nha, 50k mút liền nè, lên mã liền hiệu. Chấm chấm bài mấy chế ơi, size S nè, size S nha, 35 mã chữ xanh, ngực dưới 80. Đây cái này là quần Nhật nè, size M. M này M nhỏ, eo 71 đổ về nha. Chất nó mềm, chất nó mềm, nó dạng như nó cô tông mềm mềm á. Em xe theo giá giống như quần led jean thôi đó. Cho mấy chế là 45k thôi, 45k lên mã 45. Nó cô tông mềm mềm, đen 50 cho Ngọc ha. Đen 50 mút liền nè. À, đen 50 là mã liền hiệu nha mấy chế. Liền hiệu cho Ngọc He, lấy cái này 60 nè. Liền hiệu thì cho Hoàng Thị Hồng. Đúng mã nè, liền hiệu 50 cho Hoàng Thị Hồng. Ngọc He lấy cái này 60 nè. Được 83 đổ về là M, S, M. Lấy cái đó thì ok nha. Gió eo 76 đổ về là 60k. Dáng này đẹp chưa? Lên mã viền trắng. Viền trắng. Hai dây là 20k, ren nè, size S nha. Hai dây lên mã ren. Một em NB size S nữa nè. Hiệu NB size S nha mấy chị. Xinh lắm. 80k mã hiệu tím. Con này size M nè, dạng sọc sọc. 40k mã tập. Này size M là 30 mã đen 30. Size L eo 75-80. Eo 75-80 nè, 70 mã sọc xám. Tập cho Trang Nguyễn Thị nè. 40 phải cái này không ta? Cái kia mã đen. Hiệu nay tiếp nữa nè. Nay này nó đánh M mà tầm M lớn, L nhỏ bon chen. Eo 74-78. Eo 74-78 là đẹp. 120 mã tím 12. Một con yếm hiệu Onavi size S nè. Cái này cũng không mút nha, 50 thôi. 50 lên mã yếm đen. Size to thật to nè. Eo này 95. Còn mới luôn, 50k lên mã mới. Em mới của nó. Một con hiệu Nike size XS, eo dưới 65. Không, eo này 65 đổ về nha mấy chị. Đẹp quá luôn, 110 lên mã hiệu. Rồi con này size L. Size L eo này 80-84, 70k mã xám mới. Hiệu cho Thanh Thanh Phan, 110 size XS nha em. Con này size ML eo 77 đổ về. Đẹp mới tinh luôn, 70k. Hết rồi, mã viền cam. Tại chuyển khoản là đi đơn luôn, sợ mấy chế hóng. Size S hoa lá là đẹp lắm nha, ngực 80 đổ về, 80k mã hoa. Viền cam Thị Cúc Nguyễn 70. Dự phòng cho Trần Thị Ngọc Hoa, cái đó con ghi dự phòng. Có đơn inbox cho em nha mấy chế, có đơn inbox cho em nha. Chốt đơn qua Messenger nha mấy chế. Rồi con này size S nhưng mà S lớn nè, eo 70 đổ về nè. Hiệu Onovi là mới tinh luôn, 80k mã đen. Dáng rớp tớp size M nè, size M 50 luôn.
50 lên mã cờ rớt. Gió, lưới gió, lá gió. Size L nha mấy chế, eo 7983. Đẹp lắm, 80k. Ai thích lá gió, ai quên lưới gió thì lấy. Lên mã xanh. Đen 80 cho Hoàng Thị Hồng. Em này đẹp lắm nè. Size M nè, hiệu Champion, con này mặc được hai mặt luôn nha. Hai mặt thì nó không mút nha, mới lắm luôn, 70k. 70k lên mã sọc hồng. Tiếp tục size L eo 80-83, 70k mã trắng. Đùi hai lớp hết nha. Rồi con này một lớp nè, 73 đổ về nè mấy chế, 50k. 50k mã họa tiết. Size SM á. Sọc hồng. Sọc hồng size M nha. Ngọc He mua cho ai nữa, nãy giờ lấy xe không mà. 70. Con này size L eo 80-83. 80-83. Form này đẹp. 80-85, 70k mã 85. Này xe S eo 67 đổ về nè. Eo 67 đổ về 90k. Mã dài 90. Rồi ai xe to to hút em này đi, ngực 90. Này ngực 91, 97 luôn. Mút liền hiệu Onavi 50k. 50k lên mã hiệu. Đây con này XS nè. XS ngực 80, quên 78 đổ về nha. Xe nhỏ. Ngực 78 đổ về nè, XS nha. Hồi sale 90k luôn, mã đỏ cam. XS nha mấy chế, 40kg thôi. Họa tiết cho Hương Cherry, họa tiết nữa nào nè. Hương Cherry. À ok, 50. Hương Cherry. Lên tiếp còn có hiệu nay nè, size S nha mấy chế, mút liền. Ngực 80 đổ về mặt đẹp nha. Ngực 80 đổ về thôi. Con này 120. Mã 12. Cái này hiệu nay size XS, ngực này 79 đổ về, mút liền 90k. Mã liền đen. Tiếp tục ai size to. Eo 77, 78 đến 83, 70k. 70k lên mã sọc xanh. Lên mã sọc xanh. Cái nào? Con này hiệu Champion là size L. Ngực này 89-93 mặt đẹp. Cúp B mà còn đẹp dữ. 70k. Size L nha, 70k mã xanh ngọc. Cái mã viền xanh này hả? Nãy em đọc mã gì? 120 là ngọc he. Ai có đơn inbox cho em nha mấy chế. Con này M nhỏ người 85 đổ về là 90k. 90k lên mã 90. Hiệu Under Armour size L nè. Eo 78-82. 78-82 con này nguyên bản một lớp hiệu nó vậy nha. Cái này mua nam mặc được nè mấy chế. Cho mấy chế 60 luôn đi. Mã đen. Con này nó đánh M. M này M nhỏ eo 72 đổ về là 80. Xin chưa? Lên mã viền tím. Đây còn con Amo size XS nữa, eo 65 đổ về nha. Mới tin luôn. Size XS nè, 100k. 100k lên mã 65. XS. Size to eo 80-85. Cái hiệu này là xinh lắm. 60k. Mã đen 60. Một con hiệu nay size S nữa đây. Eo này dưới 70. Eo dưới 70. 120 mã xanh 12. Biết rồi hết, biết đường mã. Rồi quần dài size ML nè mấy chế. Eo 75 đổ về nè. Mông 95 đổ về. 70k mã dệt. Rồi áo gen là 20k. Size S, size M, size L gì cũng được. 20 mã gen. Xanh 12 cho Thanh Thanh Phan.
Cái này là của Victor CM, con này cũng không mút nha. Victor CM cái đó 120. Victor CM không mút nha, 80k. Mã đen. Con này đùi nó kẹp hai lớp size S, eo dưới 70. Nó không có một cái lớp rời thôi, nhưng mà nó cũng là hai lớp của hiệu Cham luôn. Của Champion luôn nè, 45k. Mã hồng 45. Dệt nè, dệt cho thị Cúc Nguyễn là 70. Dệt 70 cho thị Cúc Nguyễn. Có đơn anh bóc cho em nha mấy chế, con này size S, SM, eo 72 đổ về, cái này hai lớp nha, cái đùi đó. 70k mã lá. Một con hoa. Hoa này eo 79 81 78 81 đi. Cái này nó có một cái dây rút bên đây nè. Mình xả ra cũng được hoặc rút vô cũng được nha. 80k. Mã hoa mới len ken. Rồi em này size M nè, size M bút liền nè, sale cho mấy chế 35. Mã sọc hồng. Size L, eo 78 82, 80k mã lá. Cái form này mặc vô xinh xẻo. Em này size S, eo 66 đổ về. Quần dài nè, 90k. 90k mã ghi. Đây em còn con dài kiểu này mấy chế, size S luôn, eo 67 đổ về nè. Giảm gót xuống nè, 100k. Mã sọc đỏ. Một con hiệu pin eo này 80-83, một lớp nguyên bản nó vậy nè. 70k mã hiệu. ABCD đi mấy chế. Cái này hiệu Undermo SM, SM eo 71 đổ về. Cái này nó tem nó hơi nứt tí xíu nha. Quần thì mới đẹp, 80k. Cái mã sọc size S luôn nè, hiệu luôn nè, 90k, eo 70 đổ về, mã hồng sáng. Ủa Thúy Trần này là phải ở Bình Dương không em? Để chị ship cái kia, chị lấy cái áo em về đó. Có người chốt rồi mà chưa có ship nên chưa lấy về. Con này nó đánh M mà tầm L, eo này trên dưới 80, một lớp chất thể thao nè, 35k nữa thể thao. Thúy hay Thủy gì không biết, nó không có đọc được gì, không chơi cũng có đọc được cái chữ nè. Thúy đó, có một người xe S của F 21 mới chơi ơi, 50k đây nè, lên mã kiểu xám. Quần dệt xe S luôn, eo 67 đổ về nè, 70k mã sọc xanh. Có đơn anh bóc cho em nha mấy chế. Có hiệu nay nữa là size này, size L nha. Size L eo 75-77, eo 75-77. Đẹp quá luôn. 110 lên mã logo. Chán. Trời ơi, đổi avatar hoài ai mà nhớ. Trời, thì cứ cái đầu tưởng mau quên. SM 83 đổ về là 40k mã hồng. Ôi còn em F đẹp nè mấy chế. Size S mút liền nha, 70k mã sọc hồng, quá đẹp. Cái này của bé nè, bé 35kg đổ về, 40k đùi hai lớp luôn nha. Mã lá. La la la. Hello hello cả nhà. Này size S luôn nhưng mà S lớn, eo 73 đổ về, 60k. 60k mã xám. Mấy con màu này mặc vô đẹp. Lá 40 cho Thủy Trần. Size S luôn nha, size S. Thúy. Size S 80 mã sọc hồng, cái đó 40. Một con size S nữa nè, quần này chính tất nha. Eo 68 đổ về. 100k mã phối xanh. Chất dày đẹp cực kỳ. 100k mã phối xanh. Rồi mấy chế xem thêm gì nữa báo em nha. Biết được em like cho. Xe to, xe nhỏ, xe bé gì, con này nó để M mà tầm S thôi. Eo 70 đổ về của Asics nè mấy chế. Đẹp lắm luôn, 90k luôn nè. Mã xanh lá. Hàng si nha. Cái này Adidas là size XL. Eo này 82 đến 86.
Hiệu Adidas nam nữ mặc được, mới chơi 8286 nha, 90k. Mã 90. Màu em size M lớn, eo 7377. Eo 7377 nè. 70k. Mã Loan. Đùi gió hai lớp nha mấy chị. Nổi hả? Nổi nãy giờ lên quá trời rồi đó. Mà không vừa size em hay sao? Size S nữa nè. Yếm lưới rất là đẹp, kiểu dưới nữa nè. 65k. Mã yếm kiểu hiệu Civiline luôn nha, hiệu luôn nha mấy chế. Cái này size S nữa nè. Mút liền nha, 50. Mã liền sám. Ai size to ngược trên dưới 100 là 50. Mã rêu. Trên dưới 100. Size M hả? À, em có con này chất cô tông đẹp lắm nè. Size M eo này 72 đến 75, 76 cũng được. Co giãn tốt. Nó là cô tông mềm mềm nha. Ngoài em sale cho mấy chế con này 80 mã hình. Nó là chất cô tông mềm mềm, mặc rất là êm. Mà nó không có yếm kiểu. Liên Nguyễn 65. Trời này xuống size S luôn á em. Size này nó để M mà M nhỏ thôi, được 83 đổ về là 60k. Mã cà phê. Em L này đẹp quá luôn, hiệu nha mấy chế 70k. Mã sọc. Size L ngực 89-93 nha. Con này LXL nè, hiệu Champion nè. Con này ngực 90-96. Ngực 90-91-96 nha. 70k. Hiệu Cham luôn nha mấy chế. Mã hiệu tím. Hiệu Victor nữa nè. Size XL luôn. Cúp C mặt đẹp nha, Victoria. Cái ngực này 95% luôn nè. Mấy chế 100k thôi, lên mã loan. Hiệu Victor nó còn rơi vô. Biến teo hả, giỏi vậy. Xuống được mấy ký. Rồi, hết có khách say ấy rồi. Size L nè, eo 7983, 70k, mã sọc. Size S mút liền nè. Cúp B mặt đẹp. Ủa quên, size này nó để 75B mà nó là tầm SM nha mấy chế. Ngực này 84 đổ về nha, 70k, mã liền tím. Size S eo dưới 70, hiệu Estep là 60, mã đen. Quần lỡ nữa, quần lỡ em qua mới tua rồi. Chất lên đây. Size M nó có M lớn, M nhỏ nha mấy chế. Jogger kìa, jogger đen thui không. Liền tím cho chị Hồng Nga Đào, để em gom gom chị nhiều em ship luôn. Chưa còn 70. Đây con này size M này, hiệu yoga gì nè mấy chị. Yoga. Size M eo này 71-74. Chất cô tông mềm mềm nha. Nó sale 50 cho mấy chế luôn. Quần dài nha, nó là chất cô tông mềm. 50 lên mã xám. Adidas lỡ nè, size L đây. Size này ML nha. Eo 75-79 đi. Quần dạng su su á. 80k. Lên mã hiệu. Gửi cùng cái tím. Bữa hổm chị còn thêm cái gì nữa, chị tới ba cái rồi đó. Cái tím nhưng cái gì nữa. À, cái màu xanh 40 nữa. Rồi, size to dài nè. Nó để M mà tầm L á. Eo này 7983. 7983. Nó để M mà tầm L nha. Chất này là bao đẹp luôn, 50k. Mã đẹp. Hiệu 80 là thị Cúc Nguyễn nè. Tiếp tục con này Adi quên, hiệu Nike size L. Size L eo này là 75 cho đến 80. Chất mềm rất là đẹp nha, nhưng mà cái này nó bị nứt tem xíu nè. Đó. Nứt tem xíu, em xem mấy chế là 80k. Lên mã 70 đi nha, lên mã 70. Hiệu HM này size M nhưng mà S bon chen nha. M này màu nhỏ không mút nha. Không mút nè, 40k luôn cho mấy chế. 40k lên mã HM luôn. Đó,
Ensemble nè, Umbro nè. Eo Umbro size eo này 71 tới 75. Eo 71 75 là 60k lên mã 75. Quần lỡ xa vào đôi mắt em SM người 83 đổ về hiệu hét không mút 35. Lên mã xám 35. Ai có đơn inbox cho em nha mấy tình yêu ơi. Ai có đơn và chia sẻ. Ủa 75 60k 75 cho Trinh Mai. Phải không? Trinh Mai đây 60k 75 hết rồi chế. Kiếm con khác nhiều lắm. Cái gì cho mình thằng này nhiều CS nè. M CM 74 đổ về nè. Chất đẹp dày đẹp lắm. Nó chế 80k mã phối. Size SM bông trang S lớn rồi mở. Rồi con này size S của rất hay gì nè. 35k mã tím. Con này size SM CM từ 80-85 35k mã đen. Hai size to hút em này đi mút liền nè. Size XL nha, 92-96 cũng được. Mã này nó bị một cái vết giống như bị nhạt màu xíu. Em sale 35 luôn. 35 nè, lên mã XL. Quần lưng cao dài hoặc lửng. Nãy giờ em like đó chứ em theo dõi. Rồi con này của Fila size S nha, không mút luôn. Em sale 40k cho mấy chế. Lên mã F40. Chút xíu lấy nguồn xanh. F40. Quần. Để em chia sẻ một cái nữa thôi. Giờ chia sẻ hoài nó cũng chẳng. Nó khóa Facebook. Rồi ai lấy gì hỏi em. Ai có đơn có một cái hai cái gì wow. Thì lấy cái gì thêm báo em nha. Kỹ ta. Lỡ xa vào đôi chiều nào xoa tóc ngoài bên trên. Ê bữa nay ngày mấy rồi? Lâu kiếm không về xuân hóa chiếu gác tóc. Gần niềm yêu còn đau bước gì. Đợi em xíu nha mấy chị em chia sẻ cái này. 60kg cao bao nhiêu mặc sao gì chứ. Em bán theo cái số đo chứ không có bán theo cái số ký. Số ký là mình mặc cái đồ thời trang á, là ví dụ rộng chút xíu cũng được, ôm chút cũng được. Còn mặc cái này mặc vừa dặn nó mới đẹp, nên có số đo thì nó chuẩn nha mấy chế. Con này size ML nè, ngực 86-89 mặc đẹp mút liền. 35k hiệu đăng hiệu Champion luôn. 35 mã liền đen. Một con này size S nè. Một con này size S nè. Cái này quên lộn, cái này của bé nha. 20k lên mã bé. Con này size S là không mút nha. 35 mã xanh. Mưa. Mưa mãi rơi xem biển xưa. Đây size XL. Ngực này 90-94. Ngực 90-94 này dáng rớt tốt 50 mã đen. Đen. Rồi em còn một cái quần này. Nó là size S eo 67 đổ về. Nó là quần tập nha. Mà nó làm thêm cái bo ở dưới đây để cho nó ôm cái ống chân của mình, nó quần dài nè. 70k luôn cho mấy chế lên mã sọc hồng. Em báo cái size mấy chế nghe cái số đo nha mấy chế. Liền đen 35 cho Hoàng Oanh Nguyễn. Nghe cái số đo tại vì S nó cũng có S lớn S nhỏ. M cũng có M lớn M nhỏ. M đít M đát. Rồi size này SM này ngực 85-86 đổ về thôi nha. Ngực 86 đổ về ngực này là chất này đẹp lắm. 50k lên mã hoa. Hoàng Oanh, Oanh mẹ Oanh của con đấy. Còn mua em size M này mấy chế. Quần dài nè. Eo này 70-74
74, 100k lên mã 74. Một áo size S mút liền nè, dạng cái áo nha, có mút sẵn trống luôn. 80k mã áo hồng. Hoa cho Thu Thị Cúc Hoa, 50 cho Thị Cúc Nguyễn. Nhớ ai có đơn inbox cho em nha, mới chém một con VFU này, size này size S nè. Ôi, hàng xịn nó nằm ở dưới đấy. Size S VFU này 100k, cổ yếm luôn nha mấy chế. 81 đổ về, 82 cũng được, nó có nhiều mắc cài nè. 82 đổ về nè. 100k mã yếm trắng. Rồi con này hiệu Champion cũng không mút nha, mà cái này nó hơi cuộn cuộn nè. Cuộn cuộn nè, cho mấy chế 20k thôi. Hiệu Champ luôn á. Lực này 90-93. 20 lên mã 20. 20 lên mã 20, 74 cho Ly Hoàng. Yếm trắng hả, là y cha hả, trời trời. 100k cho Ngân Nguyễn. Ly Hoàng 74, 100k. Ly Hoàng. Quần xanh xé eo dưới 70 mấy chế ơi, 100k. 100k quần lửng này lên mã 70 nha, 100k xé. 100k là mã gì ta? 100k là cái xám hả? Cái quần xám hả? 100k là mã gì? Rồi cái này chất cô tông này, size L cho mấy chế eo này 80 đổ về nè. 30k thôi, chất cô tông mặt nhà mát mát. 30k tập cũng ok nha mấy chế. Chất này em bán rẻ, 30 lên mã dây. Size L á. Con này nó để size M nhưng mà tầm L nha. ML nha mấy chế. Đo eo luôn cho mấy chế cho nó dễ. Rất là xinh. Rồi cái eo này là 77 đến 80. 77 đến 80 nha, 76 80 nha, tầm size L á. 80k. Cái khóa xong 80k lên mã hoa 7680. Xanh nào chị? Xanh 70 hả? Cái đó nó cái giống cái chất Victor của chị đó. Cái quần Victor chị đưa em. Con này LXL em này 80-83. Em này 80-83. 60k lên mã 60 đi. Con Onavi size L nè em. Eo 76 đến 79 nè. Eo 76 79 nè, cho mấy trái 60 luôn nè. Lên mã 79 nè. Cái chất chất nó dày dày nghe chị, cô tông mà chất dày nha. Đó là cô tông dày á. Rồi cái chất này bóng bóng nè, size M, eo 75 đổ về, 75 76 đổ về nè. Nó dạng bóng bóng mà mặt bơi, mặt nhảy aerobic gì đó, 35k. 35 lên mã 35. 79 là 60k nè, cho Trinh Mai. Mà cái sau chứ không phải cái trước nha. Cái này là size L nha, em đọc sai hiệu Onavi nè, size L nha, mới chán nha. Em sai. Ôi con này cũng là size L, con này size XL. Eo 7983. Eo 7983 size XL phối lưới dưới đây. Rất là mới nha. 80k mã phối lưới. Cũng con này XL nè, eo 80-85. Quần lỡ hiệu Under Armour nè. Con này cái phần chữ này nó nứt nứt nha, 60k luôn. Hiệu Armour 60k lên mã hiệu. Đây, hiệu Tram size SM. Size SM không mút em bán 20 luôn nè. Mã đen 20. Con này size M. Size M 35 mã tím. Size S 35 mã hồng. Rồi một con hiệu Tram nữa là size S. Cái này trắng đẹp nè mấy chế, 50k mã trắng size S nha. Rồi
con này size M không bút luôn nè, hiệu anh xanh tiếp 35k, mã xám, đen 20 Hoàng Thị Hồng, đen của Champion. Rồi size S nè, 35 mã đen khóa. Rồi hai ngực 101, 102, mút liền nè. Ngực to quá em sale cho mấy chế 40 thôi nè, lên mã to mới đó. Con này hiệu W này nè, size S nha, 40k, mã xám. Size S con này không mút nè, 20 cho mấy chế luôn, mã B. Size là xám 35, xám 35 cho chị Hoàng Oanh Nguyễn nè. Con này size XL nữa nè, eo 80-84, Hoàng Oanh Nguyễn eo 80-84 nè, 35 mã sọc. Ủa quên lộn, 60. Size M 35 mã khóa xanh. Size ML 35 mã sọc xám, ngực 86-91. Rồi con này size S, size 35 luôn, mã đen S. Đen S. Đây con này đẹp nữa nè, size M này mấy chế 35 luôn nè, mã 2 dây. Em tắt máy em đọc. Cũng như chủ yếu là để làm kiểm cho mấy chế qua bên S9. Rồi này S luôn nha. S M nhỏ ngực 83 đổ về, 35 mã tập. Mã tập 2 dây cho BB Phạm, 35. Sọc xám 35 cho Dương Hạnh Nga. Dương Hạnh Nga 2 dây hết rồi mấy chứ. Con đen này 30 nè, size ML lên mã đen. Đen 30. Xám cho Ngọc Ha, 35. Ngọc Ha 35. Đen 30. Đen 30 cho Dương, Dương Hạnh Nga. Ngọc kín không người sống lối chiếu gắn cao ngăn biển hiệu. Tiếp nha mấy chế, con này size L nha, 35 mã viền xanh, size L. Ủa quên tập xám con này chứ. Sorry, thấy con tập xám nữa không? Tập xám con này nha Ngọc He, con kia cũng giống vậy đó, hai con giống nhau. Ủa mẹ thấy Ngọc He chưa? Khác xíu, khác xíu. Con này xám đậm. Của Ngọc He con xám nhạt nha, còn con này SM nữa nè, lên mã xám đậm đi. Lấy cái xám đậm hay xám nhạt tự nhiên nó bị lộ. Rồi con này 35 nè, mã trắng size S. Khóa này cũng 35 SM lên S thôi, mã khóa xám. Em này size L nè, 20. 20 mã tím. Con này 20 size M mã chữ. Xám đậm ok. Xám đậm đẹp nè. Đẹp hơn. Ừ hơn. Viền xám xanh là 35 nè. Xanh, viền xanh xám 35 cho Mi Thuy Đinh. Lấy hai cái quần tập size L hả? Mi Thuy Đinh đi không? Chưa, trắng nè. Ôi con trắng nó bị áp màu tí xíu rồi, 20 nha. Ai lấy trắng lên lại giùm em 20 đi. Nãy em nói 35 là em tưởng không bị ấy. Dính màu xám xám xíu nha, 20. 20. Tạ Bích Liên hôm qua có đơn chưa inbox nè. Hôm qua có cái món gì á, không biết nữa. Xám khóa Tạ Bích Liên. Trắng 20 nè, Ngọc He lấy nè, 20.
0835 tả Bích Liên inbox cho mình đi nha. Ở đây đi. Rồi con này màu ghi size S nè. 35 lên mã ghi. Con này hiệu Champion là size SM nha, 35. Mã 2 dây, con này không mút nha mấy chị. Đây con này size S luôn nè, mã khóa tím. Em này M lớn nè. Em này M lớn, lờ nhỏ bon chen ngực dưới 90 nha. 40k. Mã viền xám. Hai dây 35. Tả Bích Liên. Biết hôm qua em xả chưa? Có một cái. Rồi con này 20 size M, mã đen 20. Áo bra 20. Mút liền là size M lên mã bra. Con này size XS luôn. Hiệu New Balance luôn. Em sale 35 đồng giá lên mã đồng giá, ngực 80 đổ về nha, dưới 80 XS. Viền xám cho Dương Hạnh nha. 40 bỏ mút luôn không? Mút xốp xốp. 20 đen cho Hoàng Oanh Nguyễn 20. Ui, còn cái đen này mấy cháu không lấy đi, 20 mã chữ đi. Con này cũng đẹp nè. Khánh Linh lấy con này được không? Giống như con đen 20 kia, này cũng 20 nè, lên mã chữ đi. Con này size SM 20 mã lòng. Con này size S không mút là 40k mã đỏ. Ok Khánh Linh. Chữ nè. Chữ 20 cho Khánh Linh là bra. Bra 20 cho Ly Hoàng nè. Ly Hoàng 20 nè. Ly Hoàng 20 rớt chỗ rổ đây. Đây quần dài hay quần lửng nào? Size L nha, hiệu Danskin. L này L lớn nha mấy chế. Cái eo này 7983. Nó làm dúng dúng cái gối để mình gặp gối thì nó không có bị giãn á. 90k. 90k mã họa tiết size L lớn, eo này 7984. Nói chung là sát sát lúc eo 80. Con này hai lớp nó để size S nhưng mà quên, nó để M mà tầm S nha, ngực 80 thôi, 35. Mã số 2. Ừ. Đây con này size S nhưng mà này tầm M, eo 72 đổ về nha. Eo 72 đổ về là 70k. Lên mã ghi. Số 2, 35. Số 2. Số 2 đâu rồi chị? Số 2 là cái áo lòng. Ok ok, size S nè. Được 80 đổ về là 35 cho tả Bích Liên. Cái này quần led jean nè mấy chế. Có chừng bông bên trong SM nè, 20k. 20k lên mã 20. SML gì cũng được. Giống như này nó là led jean có chân bông bên trong nha. 20 lên mã 20. Con này size S là 35 nè, lên mã tím. Size S 35 mã khóa hồng. Này dáng rất tốt nè, size S M nhỏ bon chen. Con này 45 lên mã hiệu. Size M nè, lên mã khóa xám 35. Tiếp tục quần đây. Quần này size M nè, hiệu tách tách gì nè mấy chị. Size M nha, eo 70-75. 60k. 60k lên mã phối nè, nó có phối nè. Hiệu Kyodan size S, eo 71 đổ về. Size S lớn, eo 71 đổ về, nó làm dúng 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 để mình cái gối nè. 60k luôn. Lên mã S. Khóa xám. Khóa xám cho Phượng Vân. Khách mới nè. Có đơn kinh bóc cho em nha, cố gắng lấy đủ đơn. La cho mấy chế này đủ đơn nha, chắc em không nhận khách mới đâu. Cái đó 35 size XL nè. Size XL em này 80-83 của CK nha. Ai size to thì ngốt con này đẹp. Của CK em 80-83 nè. Cho mấy chế con này 80k mã hiệu
nay xe S quần này vừa tới gối nha. Xe S 60. Con này eo dưới 70 nha. Eo dưới 70 xe S nè. Cái tem này nứt nứt không? Không, không phải nứt mà này tem nó là theo nha. Nhưng mà nó độ mới ở mức khá thôi. Xe mới chế 60 luôn. Lên mã hiệu 60. Một con Champion. Champion xe S eo 70 đổ về. 80k lên mã đỏ đô. A. À, cái này không, nó bị lỗi gì đó. Bị dính màu. Lên màu xíu là 60k. Lên mã màu. Em định cắt lên là quần ngố. Hôm trần chưa có đơn hả? Chưa có đơn chắc bữa khác vô đi đó. Lai cho mấy chế nào có đơn lấy đủ đơn. Chưa có đơn lâu lắm mới ra đơn. Biết là cái gì nào. Hai xe to mới chế. Eo 82, 83, 89, 83, 88 nè. 90k mã hồng. Chất dày cặp cao. Đây còn con hiệu Under Armour size M nè. Chế nào không lấy nữa thôi. 150 nha. Eo 75 đổ về. Under Armour mới tinh. 150 lên mã B. Đó size này M nữa nè. M này M lớn L bon chen nè. Eo này 74-79. Eo 74-79 là 90k mã tím. Quần đỏ đô eo bao nhiêu? Nãy giờ cái quần đỏ đó eo 70 đổ về. Cái hiệu Champion đó, cái mã màu áp màu đúng không? B 150 cho Vương Cherry. Tím 90 cho Tạ Bích Liên. Ghi 90 nè, mà để Tạ Bích Liên này. Có đơn inbox nha mấy chế, để em ngồi em like đây. Mấy chế lấy đi bao nhiêu cái cuộc đời 3 tiếng của cuộc đời em mà không inbox. Em phải kiếm mấy chế thêm nửa tiếng nữa. Mất 3 tiếng rưỡi cuộc đời nha. Thì thời gian là vàng bạc nha mấy chế. Rồi con này size M nè, S thôi. S nhưng mà form này form M eo 72 đổ về. Đẹp cực kỳ mấy chế, 100k mã hoa. Con này size ML. Tại vì cái hàng si này nó nhiều nước, nó đánh sai nhiều khi ấy lắm, nên là mình có cái thước dây nó chuẩn. Có số đo là quá đẹp, quá dễ mua. Rồi eo này là 70 đến 71-76 đi. Eo 71-76 nha. Size ML á. Đẹp ghê không mấy chế. 110 nha. Mã tím 70-76. 71-76 cho dễ. Rồi quần lỡ nè, eo 71 đổ về. Quần su su nè, 60k. 60k lên mã su. Tím cho Ly Hoàng nè. Đẹp. 110 Ly Hoàng. Cái này size to. Cái này nó giãn cái chun một xíu. Ai lấy về kẹp cái chun vô mặt đẹp là 20k. Cái eo này 80-85. Nó giãn cái chuôi nó trên xíu nha. Lên mã 20. Rồi cạp cao nè, size M eo 74 đổ về nè. Eo 74 đổ về là 90k mã ghi. Suông 60 cho Ly Hoàng. Eo này 72 thôi nha chế. Nó co giãn tốt. 72-73 cũng được nếu mà thích mặc ôm. Này size S nhưng mà này S lớn nha, 71 đổ về nè. 70k mã sọc xanh. Sọc xanh 70. Wow, còn con đẹp đây. Nó đánh M mà tầm S thôi, eo 70 đổ về nha. Eo 70 đổ về nè. 90k. Mã phối lưới. Đẹp cực kỳ, size M nhỏ. Size L 60 nè. Eo này 80. Mã dài. Một con hiệu Champion size M nữa nè.
heo 74 đổ về nè, 60 luôn cho mấy chế. Có lưới dưới chân nha, 60 mã hiệu đen. Nó hiệu nhiều mà nó màu đen á, em làm biến lai. Còn mấy chế đồ màu mè. Con này cũng ML heo 76 đổ về, heo 72 76 mặt đẹp cùng dài nè mấy chế. Chất đanh đẹp nha, 90k. 90k lên mã đen 90. Hiệu 60 cho hiệu 60 là nào chị? Là hiệu đen hả chị? Hoàng Oanh Nguyễn. Hiệu đen SM này đúng không? Heo 73 đổ về nha, hiệu đen SM nha. Phải cái này không ta? Cái mã nào hiệu nữa? Cái này đúng không? Hoàng Oanh Nguyễn nè. Mã gì em chưa biết luôn. Hoàng Oanh Nguyễn 60. Một con hồng nữa là size SM hiệu Everlast thì là 70k. Size SM heo 75 đổ về nè, sale mới chế 75 luôn mã hồng nè. Size L nè, cạp cao nè. Heo trên dưới 80 nè, 50k. Mã cạp cao. Hiệu gáp fit đây. Size L. Hiệu gáp fit size L, cái heo này trên dưới 80 nè. Mấy chế 60k luôn. 60k lên mã 60 luôn. Giờ nó đen đen nó giống nhau, lên mã em không biết luôn. Không phải cái eo 78 à. À cái con này 90 không? Ủa cái con này dài hả? Eo 78 con dài 60 này hả chị? Một con dài 60, một con dài 90 nha chị. Chị lấy con nào em nó cứ đen đen hoài. Ờ, 60 size L. 60 size L đâu rồi? 60 size này L hiệu gáp fit, keo này trên dưới 80 nha mấy chế. L này L lớn nha. Em lên lại coi. Nó đen đen em đầu mã em ngáo luôn. Ủa cái eo này trên 80 chế ơi, eo này 82 87 nha. Eo 82 87 hiệu gáp fit nè, size L nè. 60k lên mã 87 giùm em đi. Em hay quên quá. Eo 78 là có con này nè chị. Quần dài nha, hay là chị lấy quần lửng. Dài nè, eo 78 83. Eo 78 83 dài nè, 60 luôn nè. Còn con này cũng vậy nè chị, dài này 90 nè. Còn cái kia eo nhỏ chị ơi, cái kia không vừa. Cái cưa kia eo, eo kia 73 thôi. Eo 73. Eo này trên dưới 70 là mặt đẹp. Trên dưới 70 tầm 72, 73 đổ về mặt đẹp nha. Thì là không 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 được làm qua cái khác nha. Con hiệu Champion đó, nó size SM. Rồi một con Điều Ri 90 là size S nhưng mà phơm M, eo 70, 74 đổ về mặt đẹp nè mấy chế. 70k. 70k mã 70. Đen đen. Rồi eo này 75 đổ về nè, phối lưới nè. 74 đổ về nha. 74 đổ về phối lưới nè, 80k mã lưới đen. Lưới đen, lưới đen. Inbox kem nha mấy chế. Đây một con này chất cotton size L nè. Eo 77 83. Cho mấy chế con này 40 luôn đi, lên mã xám. Xám. Ủa chị nghe gì nãy thấy comment mà ta sao đây nó không hiểu. À chị Nga là L đen nhưng mà cái L đen nó size to rồi phải không, chị không có lấy đúng không? Con si khay này đẹp mà size to nữa. Si khay này eo 81 86, 80k thôi. Mã si khay luôn đi, size to, size XL.
size ML nha. Eo 7378. 100k. Mã hiệu. Hiệu RBX nè, size ML luôn. Eo 7378 luôn rồi mấy chế. Con này cho mấy chế 70k. Mã họa tiết đi. Hiệu cho Nguyễn Hồng Út nè, 100. Ủa đâu CK đây nữa à? Ủa CK nhiều đi. À CK này khác nữa hả? Sao cái CK nào nó cũng to chứ nhỉ chị? Quá buồn. Quá buồn, có buồn nào buồn hơn khi em vừa thôi hồng là em đi lấy chồng. Size LXL E7882 70k. Mã lưới 70. Trời ơi, hiệu 100. Hiệu 100 hết rồi em yêu. Lấy con này không? Nè, size ML này em. Hiệu đang skin size L nè. Hiệu đang skin là 70k. 70k. Mã phối cam. Hiệu đang skin chất đanh đanh nè. Đanh bóng nè, 70k. Mã phối cam. Lưới 70 cho Lily hả? Lưới 70 size LXL nha. Các em trên dưới 80 nha bạn ơi. Em đọc sai mấy chán nghe giùm em nha. Ừ. Lưới 70 cho Lương Hạnh Nga. Dương Hạnh Nga em còn con lưới 70 nha. Con size XL đây có 2 cái. Nãy em nói 80 nên mấy chán không mua. Em tụt xuống 70 nên mấy chán mua. Con ghi lưới 70 cho Dương Hạnh Nga đi đó. Thấy vượt qua. Phối cam cho Sim Vũ. Trời ơi, khách mới nữa hả? Cố gắng lấy đủ 100k em đi đơn nha mấy chế. Các em không nhận đơn mới nữa, qua em gán like cho mấy. Cho mấy chế có 1 cái 2 cái lấy cho đủ đơn nè. 70. Con này size M nhỏ eo 70 đổ về 90k mã hồng. Rất là đẹp. Rồi con này size L nữa nè. Eo 78 đổ về sim. Eo 78 đổ về nha. Con này đẹp lắm. Mà cũng đẹp mà này. Nó dính một cái đốm nhỏ như cái đầu nhang vậy á. Em bán cho mấy chế 60 luôn đi. Lên mã dạ quang. Eo 74-78 dạ quang. Hồng 90 tạ Bích Liên. Ủa cái này eo nhỏ mà nãy tạ Bích Liên lấy cái màu tím đó. Ờ. Chế ơi, nãy chế lấy cái màu tím là eo trên 75 nha, còn cái eo này 70 thôi. Có vừa không nha? Em báo sai số mấy chế. Mấy chế nghe nha, size ML nè. Eo 76 đổ về nè. Eo 76 đổ về là đẹp lắm luôn, 70k mã cạp cam luôn. Mã cạp cam. Không, eo đó em đọc 70 đổ về mà. Cạp cam. Con này size ML luôn nè, eo 77 đổ về. 70k mã sọc tím. Chất dày tanh. Ai to thật to nè, eo 985-90 luôn nè. 35k hiệu đan skin luôn. Ai như bé bé lấy về sữa cũng được, bán rẻ cho mấy chế sữa nè. 35 lên mã 35, eo 85-90 nha. Ok, bỏ cái đó ra nha. Không, chưa để vô. Một con hiệu Onavi size ML nữa nè, eo 74-78 nè. 80k mã xám. Quần này mua cho bé là mấy chế một lớp. Lưới nè, của bé size M. Bé 40-45kg đổ về nè. 35k mã bé. Quần led jean size SM nè. Nhảy aerobic gì cũng được nè. Bóng bóng nè, 35k. Mã xám. Mã xám hoài ta. À, xám 80. Xám 80 cho Tạ Bích Liên. Còn cái kia mã bé 35 cho Sim Vũ. Sim Vũ nãy mẹ dùng đâu rồi? Dùng cho con hả? Ừ.
35. Đây cái này mua bé mặc được nữa nè, một lớp là 20k, người lớn cũng được luôn, bé lớn gì cũng mặc mặc. Em này 77 đổ về 20. À 20 này để cho ấy đi. Ở này giống theo giống của Nam. Mà nó thích mặc lớn vậy. Trung Nguyễn. Con size L hiệu ZZ gì nè mấy chế. Eo này 75 đến 80 nha, quần này chính tóc. Eo 75 80 nè, khối lưới là 80k. 80k mã xanh. ML. Con của bé nữa nè. Bé hiệu Champion là 35k. Bé 30kg đổ về nè, mã su. Rồi còn con Amor nữa nè. Hiệu anh đã Amor size M nè. ML bon chen nha, eo 77 đổ về nè. Chất này đanh đẹp nè mấy chế. Đẹp lắm luôn nè. Dưới đây cái tem nó là dạng nó tem răng răng vậy nha. Tem làm nứt nứt đẹp. Rồi con này cho mấy chế 90k nè. Lên mã 90 luôn. Size M, M lớn eo 77 đổ về, eo 74-77. Hiệu vô gài nè, con mới tin. Size này ML nha. Eo 77 đổ về luôn. Eo 73-77 nè. 90k mã kiểu. Có cái kiểu nè, quần này chính tóc nha. 90k mã kiểu 90 cho sim vũ. Sim vũ 90 có đơn inbox cho em nha. Inbox vô cái bé đăng like nha mấy chế, cũng anh đợi mô size L nè. 90 con này eo 80-85 nha, size XL. Eo 80-85. Này cho mấy chế size